Quý cô bác, anh chị thân mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an và sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chính Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Vâng, quý anh chị tuổi Mậu Ngọ thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý anh chị về tử vi tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, trong 9 ngày tới, để giúp cho quý anh chị đón lành, lánh dữ, có được nhiều may mắn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao và sự biến chuyển của thiên can, địa chi, ngũ hành của bản mệnh tuổi Mậu Ngọ chỉ ra rằng trong 9 ngày tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn. Những người tuổi Mậu Ngọ hữu duyên xem được video này nên tận dụng để nắm bắt được thời cơ, giải hung hóa cát mà truyền thời, đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý nhé. Vậy vận trình cụ thể ra sao? Mời quý anh chị cùng theo dõi ngay sau đây. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, là tuổi con ngựa, tức là năm Mậu Ngọ, thuộc mệnh hỏa, thiên thượng hỏa, lửa trên trời. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Người tuổi Mậu Ngọ luôn tràn đầy nhiệt huyết và đam mê, là người có đầu óc tổ chức, kèm với óc hài hước, nên tổ chức mọi việc thường nhanh chóng và thành công. Tuy nhiên họ cũng là người cũng khá thẳng tính và quyết đoán, do đó có những lúc sẽ bốc đồng. Mậu Ngọ là một con ngựa thật thà tốt bụng, luôn giúp đỡ những người xung quanh. Họ sẵn sàng bỏ lợi ích cá nhân để lo cho lợi ích của tập thể. Họ luôn gặp nhiều may mắn về tài chính, vì vậy khi thành lập công ty hay kinh doanh riêng họ luôn gặp thuận lợi trong con đường phát triển sự nghiệp. Mậu Ngọ sung sướng khi về hậu vận, cuộc sống hậu vận khá an nhàn và gặp nhiều may mắn. Do bản tính nóng nảy, bốc đồng nên đôi khi cũng gặp khó khăn trong công việc. Vì vậy Mậu Ngọ cần rèn luyện tính kiên nhẫn, bớt nóng nảy thì sự nghiệp sẽ được bền vững, gia đạo sung túc hơn. Gia đạo Mậu Ngọ khá êm ấm, gia đình sống hạnh phúc. Tuy nhiên đường tình duyên của Mậu Ngọ cũng phải trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió mới tìm được hạnh phúc chân thật cho đời mình. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, trong 9 ngày tới, trên 4 phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý anh chị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi 9 ngày tới cho thấy, người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, sự nghiệp có thực thần hãm địa tọa mạng, là một trong 10 vị thần của bát tự luận mệnh. Nó hàm ý về tư duy và thế giới tinh thần của một người, bởi vì ngũ hành người tuổi Ngọ lâm vào hung vận, nên thực thần sẽ biến bạn thành một kẻ vị kỷ, chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân mình. Cách làm việc bị bó buộc, cứng nhắc, khiến cho mối quan hệ với đồng nghiệp, bạn bè xấu đi, ảnh hưởng trực tiếp tới bước thăng tiến nghề nghiệp của bản thân. Người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, đang có những suy nghĩ mơ mộng, không thực tế, cũng khiến công việc của bạn khó tiến triển vào khoảng thời gian cuối tháng. May mắn là trong thời gian này, sự nghiệp cũng gặp đế vượng, người này có kiếp tài lâm cung mệnh, chủ về tinh thần và sức sống dồi dào, cho nên cũng giúp cho người tuổi Mậu Ngọ có được lòng nhiệt tình và sự thẳng thắn trong công việc. Ý chí mạnh mẽ và không chịu khuất phục trước khó khăn, nên vận trình công việc cũng giảm đi áp lực và những khó khăn,
giúp cho vận trình của bạn cũng có được sự thuận lợi đáng kể. Về mặt tinh tú, 9 ngày tới có thiên cầu hung tinh chủ về rắc rối trong công việc, phàm làm chuyện gì cũng phải thận trọng, tránh tranh cãi trực diện để tiểu nhân có cơ hội làm trò hãm hại mình. Người tuổi Mậu Ngọ có khả năng quan sát và lập kế hoạch rất tốt, làm việc khá cẩn trọng và nghiêm túc, cá tính của họ khá đa dạng và đây chính là điểm thu hút sự chú ý của mọi người nhiều nhất. Vì vậy họ có thể thử nghiệm trong nhiều công việc khác nhau để tích lũy thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, chuyên ngành. Sức mạnh của Ngọ Hỏa khiến cho người này luôn có sự kết hợp chặt chẽ giữa lời nói và việc làm. Mậu Ngọ luôn coi trọng hiệu quả công việc và thường hoàn thành nhanh chóng nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Tuy nhiên, Mậu Ngọ lại thích một công việc có nhiều thay đổi và mang tính biến động mà không bị người khác chi phối. Vì vậy họ sẽ cố gắng tìm kiếm nhiều thử thách mới. Công việc càng có nhiều thử thách thì họ lại càng hứng thú hơn. Lời khuyên cho người tuổi Mậu Ngọ là cần chú ý để không tiếp nhận những phần việc ngoài khả năng của mình, nếu không sẽ khó tránh khỏi thất bại. Nhìn chung, vận số người tuổi Mậu Ngọ nếu có cát tinh trợ mệnh, cho dù không trở thành những nhà lãnh đạo quyền cao chức trọng, thì cũng sẽ trở thành những doanh nhân nổi tiếng. Nếu gặp phải sao xấu trong cung mệnh thì rất có thể họ sẽ rơi vào cảnh tha hương hoặc nhiều chuyện thị phi trong gia đình. Về mặt tài vận, trong 9 ngày tới, vận tài lộc của người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 có điềm báo cũng không được khả quan, khi mà bạn chỉ nhăm nhe đi soi mói, xem xét, đánh giá cách ăn mặc, chi tiêu của người khác. Người làm công ăn lương, với mức lương ổn định nhưng chưa có được các nguồn thu phụ từ bên ngoài, thời điểm này bạn nên chú tâm vào công việc chính để giữ cho nguồn thu nhập của mình duy trì ổn định qua thời gian khó khăn này. Tài lộc có phần chậm chạp, tinh thần thiếu tập trung, không muốn cố gắng, người kinh doanh buôn bán gặp nhiều khó khăn, đồng tiền bị lạm phát, giá cả tăng cao, trong khi đó hàng hóa bán ra không được bao nhiêu, các nguồn thu nhỏ giọt, chỉ đủ cho nhu cầu trong tháng. Người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, dường như quên mất rằng, muốn làm ra tiền thì nên chăm chỉ, quan tâm đến công việc hiện tại, thay vì nhòm ngó sang túi tiền của người khác. Đồng thời, tính ham hố hư vinh, chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, khiến bạn quay cuồng với các cuộc mua sắm hoang phí, bởi xa rời thực tế, nên các kế hoạch tài chính của người này chỉ là mớ lý thuyết suông. Vận tài lộc có phần eo hẹp, bạn sẽ khá chật vật về tiền bạc lúc này. Tử vi tuổi Ngọ cuối 9 ngày tới, kiếp tài xuất hiện trong tứ trụ luận mạng, đại diện cho người thân và nam giới của nữ mạng. Có thể thấy, vận tài chính của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978 thời gian này, sẽ có liên quan đến những người thân là nam giới, có thể một khoản làm ăn, đầu tư nào đó, bị người thân, anh rể hoặc bạn bè đồng nghiệp nam tranh mất. Vận cạnh tranh trong tiền tài tương đối mạnh mẽ. Bên cạnh đó, người tuổi Mậu Ngọ nên cẩn thận về tiền bạc, tránh bị cướp giật hay kẻ trộm lén vào nhà lấy cắp tài sản. Đi đường nên cẩn trọng, không mang nhiều tiền mặt và những đồ trang sức có giá trị, tránh bị kẻ gian nhòm ngó chiếm đoạt mất tiền hao của. Về mặt tinh tú, người tuổi Mậu Ngọ gặp thất sát tinh, mang tới điểm bị lưu đày, liên lụy, luân chuyển làm ăn thì có điểm gặp được khách hàng cũ, bạn bè huynh đệ có thể giúp đỡ nhau lúc khó khăn, có điểm kiện tụng liên miên, tuy vậy lại vì bạn bè cũ mà dẫn tới phá tài lộc. Về mặt tình cảm, trong 9 ngày tới, vận trình tình cảm của người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978 cũng không mấy tốt đẹp, lúc này chuyện tình cảm của bạn khá viển vông. Người độc thân, vì quá chìm đắm trong mộng tưởng về một bạch mã hoàng tử, về một nàng công chúa trong sáng, nên lỡ làm cuộc sống hiện thực, bạn bè, người thân bỏ quên, xa cách, lúc gặp áp lực, dễ dàng nghĩ ngợi lung tung mà hành động hồ đồ, tự cho mình là thanh cao, mệnh số bất phàm nên kiêu ngạo không chấp nhận gặp gỡ hẹn hò với người mình không vừa mắt. Người có gia đình thì coi thường quy tắc gia đình, tự làm theo ý mình, dẫn tới gia đình rạn nứt. Tử vi tuổi Ngọ 9 ngày tới, chuyện tình cảm gặp xấu, kiếp tài tọa vượng địa, e là người này thiếu đi lý trí trong cảm xúc, cuộc sống thường ngày hay nổi nóng thất thường, hành xử lỗ mãng, tự mình gây ra tranh cãi với người thân và bạn bè. Tình cảm bất ổn do chính bạn không làm chủ được cảm xúc của mình. Cung nhân duyên của người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, xuất hiện hung tinh cửu sĩ đe dọa vận tình duyên, e xuất hiện họa người thứ ba hoặc nhiều chuyện không nói rõ mà hiểu lầm nhau. Người đang yêu thì nên chủ động nói chuyện chia sẻ thẳng thắn với nửa kia. Người độc thân thì dung mạo mỹ miều hấp dẫn thu hút nhiều đối tượng khác giới, nhưng vì không cư xử rõ ràng mà vướng vào họa thị phi, tình cảm nhiều rối rắm,
nhưng chưa thể dứt ra được. Về mặt sức khỏe, điều đáng mừng là bước sang 9 ngày tới, tình hình sức khỏe của người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 khá ổn định. Trong khoảng thời gian này, bạn ít khi rơi vào tình trạng căng thẳng, mệt mỏi, nên tinh thần thường được nhẹ nhõm, đồng thời công việc không quá bận rộn, khiến bạn có thời gian quan tâm hơn đến cơ thể mình. Thay vì tốn quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi và hưởng thụ, bạn chuyển sang rèn luyện thể thao và đọc thêm sách vở, khiến cơ thể và tinh thần đều khỏe mạnh, trong lành hơn. Bạn hãy cố gắng duy trì thể trạng này trong khoảng thời gian sắp tới. Có như vậy thì bạn mới có tinh thần và sức lực bắt tay vào những kế hoạch mới và chinh phục những mục tiêu mới. Thời gian sau đó công việc của bạn trở nên bận rộn hơn, từ đó cơ hội cũng sẽ đến, vận trình của bạn sẽ có nhiều thay đổi nếu như chú tâm, sáng suốt nắm bắt được thời cơ đến với mình. Hướng hợp với người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Việc lựa chọn hướng nhà phù hợp sẽ mang lại nhiều tài lộc, sức khỏe và may mắn cho gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình tuổi Mậu Ngọ. Hướng Nam, sinh khí, hướng này được cho là hướng tốt nhất trong bát trạch. Hướng này mang lại nhiều tài lộc, vận khí tốt, may mắn giúp gia chủ phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp. Hướng Bắc, thiên y, hướng này mang lại sức khỏe dồi dào, mang lại sự may mắn trường thọ cho gia chủ và các thành viên trong nhà. Hướng Đông Nam, diên niên, hướng mang lại sự ổn định, gắn bó, các mối quan hệ tình yêu, gia đình, xã hội gắn bó bền vững, lâu dài. Hướng Đông, phục vị, hướng nhà mang lại sự bình yên cho gia chủ, hóa giải những mâu thuẫn, tranh cãi của các thành viên trong gia đình, hướng đến một cuộc sống bình yên cho tâm hồn. Tuổi hợp với người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Những tuổi hợp với người tuổi Mậu Ngọ giúp cho gia chủ có được nhiều sức khỏe, bình an và có nhiều tài lộc. Hợp tác làm ăn, tuổi Mậu Ngọ hợp với các tuổi sau: Kỷ Mùi, Quý Hợi, Ất Sửu, Đinh Mão, Đinh Tỵ, Ất Mão. Khi Mậu Ngọ kết hợp với những tuổi này mang lại nhiều thuận lợi, may mắn trong công việc làm ăn. Hôn nhân tuổi Mậu Ngọ hợp với các tuổi sau: Kỷ Mùi, Quý Hợi, Ất Sửu, Đinh Mão, Đinh Tỵ. Mậu Ngọ kết hôn với những tuổi này mang lại cuộc sống gia đình đầm ấm, hạnh phúc viên mãn, con cháu một đời bình an. Mậu Ngọ sẽ khắc những tuổi sau: Tân Dậu và Quý Dậu. Những tuổi này khi Mậu Ngọ kết hợp làm ăn hay chọn làm vợ chồng sẽ gặp những trở ngại về con đường làm ăn, gặp nhiều khó khăn, vợ chồng cãi vã. Màu sắc hợp với người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Trong phong thủy, hướng hợp, tuổi hợp cho Mậu Ngọ, sinh năm 1978, thì màu sắc hợp cũng góp phần quan trọng không kém cho tuổi Mậu Ngọ. Vì khi chọn được đúng màu sắc hợp phong thủy, tương hợp với bản mệnh, không những giúp cho gia chủ gặp nhiều thuận lợi trong công việc làm ăn, cuộc sống, mà còn có gia đình ấm no, hạnh phúc. Việc lựa chọn màu hợp cho Mậu Ngọ như sau. Màu sắc tương sinh hợp với tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Mậu Ngọ, sinh năm 1978 thuộc mệnh hỏa, nên chọn những màu hợp với mệnh hỏa như hồng, đỏ, tím, hay màu hợp với mệnh mộc như xanh lá cây. Những màu này sẽ giúp Mậu Ngọ thu hút tiền tài cũng như mang lại nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Có màu sắc hợp tương sinh thì cũng có những màu sắc không hợp sẽ tương khắc. Vì vậy người tuổi Mậu Ngọ nên tránh sử dụng các màu thuộc mệnh thủy như xanh nước biển, màu đen, hay các màu thuộc mệnh kim như vàng, nâu, tránh hao tổn sinh khí cũng như tiền tài cho tuổi Mậu Ngọ. Vật phẩm hộ mệnh cho tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Vật phẩm hộ mệnh cho tuổi Mậu Ngọ mang lại nhiều may mắn, tài lộc và thành công trong cuộc sống. Sử dụng đá phong thủy mệnh hỏa cho Mậu Ngọ. Đá ruby đỏ được xem là vật phẩm phong thủy cho người mệnh hỏa. Ruby đỏ này giúp cho chủ nhân tránh được những năng lượng không tốt, mang lại cảm giác bình an trong cuộc sống. Ngoài ra ruby đỏ này còn mang lại cho chủ nhân sự may mắn, tốt lành, giúp người đeo có niềm tin vững chắc vượt qua mọi khó khăn. Vâng, quý anh chị tuổi Mậu Ngọ thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi 9 ngày tới của người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý anh chị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong thời gian này và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Minh Đường Tử Vi,
Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.